Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau đồng hành trong bản điểm tin cuối tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ review các cái danh mục cổ phiếu trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ có một vài cái review đánh giá lại cái kịch bản phân tích tuần trên bản tin tuần video số 158 và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài dự báo về xu hướng thị trường ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo, tức là tuần đầu tiên của năm 2023 như vậy là hôm nay là tuần cuối cùng của năm 2022 chúng ta chào uh, kết thúc năm cũ và bắt đầu chào đón một năm mới với uh, những cái kỳ vọng mới với những cái uh, mong muốn là một năm uh, 2023 thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ Uh, có thêm uh, nhiều những cái tín hiệu tích cực hơn và chúng ta đã trải qua một năm Một năm 2022 rất nhiều khó khăn Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể nói rằng là uh, Với các cái quỹ đầu tư lớn cũng như gần như uh, Các cái nhà đầu tư thì chúng ta đã uh, Phải chịu một cái sự thua lỗ uh, Nhất định nào đó ở trong năm 2022 Bởi vì một cái năm mà thị trường của chúng ta gặp uh, rất nhiều khó khăn và theo như à, các cái dữ liệu về kinh tế cũng như một à, vài cái báo cáo và những cái tín hiệu về vĩ mô à, thì khả năng năm 2023 cũng sẽ là tiếp tục một năm mà thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn các anh chị. Nó sẽ chưa có những cái bước khởi sắc đâu, vì vậy nên là chúng ta cũng phải chuẩn bị trước những cái tinh thần à, như vậy cố gắng tận dụng các cái nhịp sóng hồi những cái nhịp sóng ngắn để chúng ta có thể uh, mua thêm chúng ta đảo hàng và chúng ta chém cá để chúng ta uh, giảm bớt cái giá vốn và tìm cách dần dần để chúng ta có thể đi về bờ OK thì uh, trước mắt chúng ta sẽ có 3 ngày nghỉ uh, tuy nhiên thì ông vẫn tranh thủ để chúng ta sẽ view nhanh và uh, một số các danh mục để cho các anh chị uh, cơ bản nắm được uh, những cái điểm kháng cự những điểm hỗ trợ tuần và dự báo về cái xu hướng tuần giao dịch mới thì đối với Vix như vậy trong tuần thì Vix đã giao dịch tương đối uh, tích lũy tương đối tốt ở vùng 52 đến vùng 53 theo như dự kiến. Khả năng tuần tới thì sẽ có những cái lực long lên vùng 56 và sau đó nó lại quay trở lại nó test lại thôi. Uh, xu hướng thì vẫn là vùng 51.5, 52 đến vùng 53. Uh, Vinhome uh, và trước khi mà chúng ta đi vào bản tin tuần này thì các anh chị lưu ý đó là gì? Đó là hiện tại thì dòng tiền của chúng ta đang đi về mức cực kỳ thấp, tức là dòng tiền bị mất hút trên tất cả các nhóm ngành và khi dòng tiền bị mất như vậy á thì cái để mà thị trường nó tăng nhanh tăng mạnh là gần như không có và chủ đạo khi mà khối lượng thấp vốn thấp thì chủ đạo là thị trường sẽ đi ngang tích lũy và khi mà cái xu hướng chủ đạo là như vậy thì các nhóm ngành nó cũng sẽ đi như vậy các anh chị à, nhóm ngành nào cũng như vậy cổ phiếu nào cũng như vậy ok À, đối với Vinhome trong tuần thì có đề cập đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 47 và gần như các anh chị nhìn thấy đây ở à, trong tuần thì nó đang đi ở trên vùng 47 cộng khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục uh, test cung lại ở vùng 47 và sau hơn thì nó sẽ kiểm tra lại ở đây biên hỗ trợ 44 đến khoảng biên 45 lăm uh, VRE <laughs> Ở VRE thì nhìn chung ở trong tuần các anh chị nhìn thấy đây chúng ta có các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật một điểm 25 và điểm thứ hai dự kiến là vùng bao nhiêu đấy vùng 24.5 thì ngay cây nến của ngày thứ hai là có vùng 24.5 và sau đó nó đã có một cái nhịp hồi nhịp hồi này thì vô hình dung ở đây là vùng kháng cự 27 27.4 thì nó lại gặp những cái sự khó khăn nhất định nào đó ở tuần tới thì khả năng VRE sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 26 và điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở quanh vùng 25 Vinamilk <laughs> Vinamilk ở đây trong tuần thì cũng có đề cập đến 75 75 75.5 đến vùng 76 là hỗ trợ kỹ thuật đấy các anh chị nó test lại trong phiên giao dịch ngày thứ hai và nó có long lên thì nó sẽ long lên được ở khoảng quanh vùng 78 tức là đã có tính ở cái biên 77.5 đến vùng 78 đấy các anh chị tức là dự kiến là gì Vinamilk sẽ đi ở trong biên đấy ở cái đến kết tuần thì Vinamilk đã bị đạp tương đối xấu điểm đạp này tương đối xấu và chúng ta sẽ cần thêm cái dữ liệu của phiên ngày thứ ba để chúng ta phân tích tiếp ở VDC nhìn chung ở trong tuần thì VDC chủ đạo là tích lũy ở biên hỗ trợ kỹ thuật 109 đến 110 và phiên kết tuần thì nó vẫn đang giữ được ở trên vùng 109 cộng tất nhiên ở trong tuần thì nó có những cái điểm gì ạ? những cái điểm lo khá về sao sâu về ở vùng 105 đến vùng 106 như vậy xu hướng tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 109 sâu hơn thì chúng ta sẽ đánh giá 105 đến khoảng vùng 106 của VDC ở HVN trong cái thời điểm vừa rồi à, nó cũng đã có được một cái dòng tiền đánh tương đối là tốt và nó đánh một cái nhịp tương đối là sốc lên đến khoảng vùng 14 cộng và nó bắt đầu có một nhịp chỉnh cung ở à, trong tuần vừa qua thì nó chỉnh về 12 năm 12 8 có một cái lực long lên tuy nhiên ngay chị nhìn thấy đây cái vùng 14 cộng ở đây nó đã trở thành cái vùng khá cự ngắn rồi nên là khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục nhả cung và dự kiến thì sẽ nhả lại đâu đó ở khoảng quanh vùng 13 à, chúng ta đánh giá lại thêm ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này <laughs> uh, SKG thì trong tuần uh, SKG thì cũng đã có một cây nến uh, hai cây nến này thì về mặt kỹ thuật là gì một cây nến giảm một cây nến tăng và nó lấp lại thì uh, nhìn chung thì chúng ta vẫn thấy rằng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 14 14 3 của cổ phiếu này vẫn đang khá là tốt cái cái tuần thì không được đẹp lắm và dù đã có thời điểm là uh, đánh lên khoảng tiềm cận vùng 15 nhìn chung thì SKG ở trong thời điểm hiện tại thì cái lực cầu nó cũng đang khá là thấp và kỳ vọng ở vùng 14 14 3 tích lũy được thì có thể kéo lên được đâu có khoảng vùng 10 tiệm cận đâu đó khoảng quanh vùng 16 sáu. Ờ, man san ở ờ, đây man san thì có vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn 88 đến vùng 90 và khá cực ngắn ở đây là vùng 97 khả năng thì trong ngắn hạn thì man san cũng sẽ đánh ở trong biên 90 đến khoảng biên 97 bảy. Ờ, phân tích một số trụ và nó cũng là nhóm ngành bảo hiểm thì đối với cổ phiếu BBH trong tuần thì BPH đã quay trở lại kiểm tra vùng 46, 46.5 và có những cái nhịp long lên và quay sọc trở lại. Tuy nhiên là cái lực cầu thì hiện tại thì các anh chị nhìn thấy nó bị mất hút như này thì cái việc mà cổ phiếu tăng điểm nó rất là khó. Cùng với đó thì các anh chị nhận diện thấy là tất cả các mã cổ phiếu hiện tại thì đường MACD đang là đang là, đang đang là đường màu đỏ và đang có xu hướng cắm xuống. Thì khi mà đường MACD màu đỏ cộng với cắm xuống thì đa phần là cổ phiếu nó sẽ tích lũy hoặc đi ngang đó chủ yếu nếu mà khỏe thì nó đi ngang được còn nếu không thì nó sẽ có cái sự chỉnh giảm trong ngắn hạn ở tuần tới thì BVH sẽ test lại 46 46.5 và sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 45 45.5 cổ phiếu MIG hiện tại cũng đang tích lũy tương đối là tốt MIG đang tích lũy tương đối là tốt ở quanh vùng 15 15 3 khả năng tuần tới thì nó sẽ có thêm những cái điểm chỉnh cung lại quanh vùng 14 ở đây thì các anh chị cũng có thể gom dần này gom thêm rồi có điểm 13, 5, 13 Đấy là những cái điểm có thể gom thêm, đánh dần BMI à, BMI thì ở trong ngắn hạn à, Nó cũng đang có một cái vùng tích lũy 20, 20.5 Đang tương đối là tốt Nếu như các anh chị mà đang cầm BMI Thì chúng ta cũng có thể tục tác gom dần à, Điểm kháng cực ngắn ở quanh vùng 22.5, khoảng vùng 23 à, Khỏe khỏe thì nhịp này lên được khoảng quanh vùng 24 Thì chúng ta chốt tặng phân tích một số trụ của ngành bán lẻ gồm có mã cổ phiếu PNG thì đối với PNG là cổ phiếu này chia cổ tức các anh chị nhá đó cái đồ thị của chúng ta trên này và sau khi chia cổ tức thì nó rơi tóm xuống thế này thì một số các cái lưu ý các anh chị đang bị hiểu nhầm khi chia cổ tức là một số các anh chị hiểu rằng là ví dụ như tại ngày hôm nay giá trị cổ phiếu của chúng ta có 80 triệu và chia cổ tức chúng ta nhận được 20% nữa tức là ví dụ như là chúng ta sẽ nhận được cả 20 000 trên một cổ phiếu ví dụ như vậy là chúng ta sẽ ví dụ chúng ta nắm một à, nghìn cổ phiếu tức là chúng ta sẽ có thêm 20 triệu nữa tức là chúng ta sẽ có 100 triệu của ngày chia cổ tức các anh chị hiểu như vậy là sai hoàn toàn à, tại cái thời điểm chia cổ tức ví dụ giá tham chiếu của nó ở cái thời điểm ở trên này đâu đó khoảng vùng trăm một trăm linh tám thì sau khi chia cổ tức là giá nó giảm xuống tương ứng với cái số tiền các anh chị nhận được hoặc tương ứng với số số cổ phiếu các anh chị nhận được bản chất của chia cổ tức là gì chúng ta phải mua được à, cổ phiếu ăn cổ tức xong và giá cổ phiếu phải tăng thì chúng ta mới có lãi. Còn chúng ta mua cổ phiếu chia cổ tức xong mà giá cổ phiếu giảm thì chúng ta vẫn bị uh, lỗ bình thường các anh chị nhá, lưu ý như vậy. Uh, Pinergy chia cổ tức xong thì nó đã đánh tương đối là mạnh. Uh, đây, thì vùng hỗ trợ kỹ thuật hình như 100 ở đây thì bây giờ nó thành là vùng 80. Tạm thời là chúng ta sẽ lấy ở trong vùng uh, sau khi chia là vùng 80. mươi. Uh, phiên ngày hôm nay Pinergy đánh khá tốt, khả năng tuần tới nó sẽ có chỉnh cung nhẹ về khoảng quanh vùng 87.5 đến vùng 88. Đó, à, mục tiêu thì nhịp này có thể long tốt thì các anh chị có thể chốt ở quanh 93.5 đến khoảng 94 Mở với đúc g, thì sau một cái nhịp chỉnh rất là dài ở đây thì hùng bắt đầu có phân tích một cái sóng lên và sóng lên này thì cũng có phân tích cái vùng cản ở đây là vùng cản 49 và hiện tại thì đã hai lần mà cổ phiếu này công cản 49 chưa thành. Tuần vừa qua thì MVW tiếp tục có những cái điểm tích lũy ở khoảng quanh vùng 43, 43.5 đấy các anh chị và đóng cửa vùng 42.9 Khả năng tuần tới thì nó vẫn tiếp tục tích lũy ở trên cái vùng này Và vùng 40 đến vùng 41 trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là đắc lực và chúng ta sẽ chờ đợi chúng đánh giá thêm Bởi vì trong thời điểm hiện tại dòng tiền nó rất là kém nên là chúng ta cũng không còn nói tài nói giỏi cái gì được Và chúng ta phải chờ thêm những cái tín hiệu tích lũy của cổ phiếu Uh, đối với PET thì trong tuần thì PET cũng đã quay về vùng hỗ trợ test kỹ thuật ở quanh vùng 7.5 như dự kiến. Khả năng với cái xu hướng hiện tại như này thì PET cũng chưa thể bật được. Nó sẽ có những cái điểm long lên sọt xuống ở quanh vùng 7.5 đến vùng 18 và chờ đợi một cái lực cầu nó tốt hơn. Chứ còn chứ còn lực cầu mà nó <laughs> nó cứ đánh như thế này đó các anh chị nhìn đấy, tất cả các mã cổ phiếu nó đều như thế thì nó sẽ rất là khó để mà có cái sự bứt phá các anh chị ở uh, nhìn chung trong tuần thì DG World cũng tích lũy ở vùng 38, 39 Nhưng tín hiệu này là hơi đuối Tín hiệu này là hơi đuối rồi uh, Nên là khả năng tuần tới thì nó sẽ hướng về Khả năng nó sẽ hướng về khoảng vùng 33 đến khoảng 35 uh, 33 đến khoảng 35 ở đây Là vùng tích lũy quay trở lại Ô tô hàng xanh đó, Tuần vừa qua thì nó cũng đã chỉnh cung về vùng hỗ trợ kỹ thuật dự kiến 14.5, 15, 15 Và có một lực long nhẹ đây Lực long này mà khỏe thì lên được quanh vùng 17 và sau đó thì nó lại chốt lại ở đây thôi Các anh chị nếu có hàng chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành công nghệ gồm mã cổ phiếu FPT ở Trong thời điểm hiện tại trong 2 tuần vừa qua và thậm chí là trong 3 tuần vừa qua thì gần như là FPT đi ngang Cũng rất là may nó cứ đi ngang vậy thôi, vùng 75 là nó vẫn giữ được Uh, và đồng thời nó cũng chả đi tăng thêm được một cái điểm nào đó. Uh, Nó cứ đi ngang quanh vùng 75, 77 Thì như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi thêm tín hiệu thôi FPT thì uh, chúng ta cầm dài dài cũng được kệ uh, CMG trong tuần Đây các anh chị, Hùng có nói đến vùng 36, 37 đây. Và nó đạp xuống vùng 36, 37 Và kết tuần ở vùng 40 Nói chung em CMG này thì uh, uh, vô nó thấp vốn nó thấp nên là đánh nó cũng tương đối khó chỉ có ke ke những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà mua thôi Chứ hạn chế mua những cái điểm mua xanh cái chị lưu ý như vậy à, rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phân tích nhóm ngành thép thì nhóm ngành thép đang có được cái sự hỗ trợ rất là tốt à, từ đà tăng giá của giá thép thế giới chính vậy nên là cái tuần giao dịch tiếp theo thì chúng ta sẽ kỳ vọng là thép sẽ là một trong những cái nhóm cổ phiếu có thể À, giúp à, có những lực đỡ tốt cho thị trường Thì đối với Hòa Phát là các anh chị à, Nếu như mà chúng ta xem các bản tin tuần cùng lên Thì các anh chị cũng đã chốt được Ở vùng target, ở vùng kháng cự 21 Ở đây, đúng không ạ à, Bởi vì sao, bởi vì là Cứ gặp kháng cự thì chúng ta chốt bớt thôi Và vùng 21, đó là vùng mà cũng đã có phân tích Vùng kháng cự cho các anh chị à, Rồi nó bắt đầu chỉnh cung, tuần vừa qua thì có Một nhịp long lên, tuy nhiên nhịp long này Thì ở đây các anh chị, à, đường mát Vẫn đang cắm đầu đi xuống như này, tức là tức là gì tức là cái xu hướng tích lũy của hòa phát nó vẫn tiếp diễn ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo à, và tích tiếp tích, tích lũy thì nó sẽ tích lũy ở đâu 17.6 đến khoảng vùng 18 và điểm sâu hơn chúng ta sẽ tính toán ở quanh vùng 17 17 chấm à, à, 17 17 ở à, tuần tới đúng rồi 17 đó thì tạm thời là chúng ta sẽ tính ở vùng 17 và vùng 10 uh, mười mấy đấy ta 17 6 đến 18 à, cổ phiếu Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy đó à, sau khi mà nó đạt được cái target ở vùng kháng cự đây là vùng 15 đã có trong các bản tin tuần các anh chị cứ xem lại đi rồi sau đó nó chỉnh cung và tuần vừa qua thì nó suýt soát tí nữa thì nó chỉnh được về đến vùng 11 11 11 7 đến vùng 12 đó à, 11 7 đến vùng 12 đây và nó hồi long hồi long nhưng mà hồi long này cũng chưa thuyết phục nên là tuần tới sẽ có những điểm test lại ở vùng 12 sâu hơn thì sẽ là ở đây quanh vùng 11 tức là test lại đáy lần thứ hai mà khỏe thì nó sẽ test lại đây khoảng quanh vùng 11 5 11 6 đó, tùy ở cổ phiếu hoa sen trong tuần thì hoa sen chúng ta cũng có dự báo về một cái khả năng đó là hoa sen sẽ tích lũy ở khoảng quanh vùng 11 đến 11.4 đây các anh chị và nó về hai phiên nó về đến vùng 11 nó kéo lên à, rồi nó kéo lên được vùng 12 rồi nó lại chỉnh cung và nó sẽ lấy cái biên 11.4 làm cái biên trọng tâm và nó sẽ có cái xu hướng đi à, lắt léo ở quanh cái vùng này à, trước khi mà chúng ta chờ đợi cái tín hiệu đảo chiều của đường macd thì lúc đó chúng ta sẽ phân tích tiếp Ờ, rồi VGS thì nhìn chung trong tuần vừa qua cũng đã chỉnh cung kỹ thuật về 96 đến vùng 10 Có nhịp long ngắn nhưng nhịp long này cũng chưa thuyết phục Và nó sẽ có xu hướng quay trở lại vùng 96 đến vùng 10 ở trong tuần giao dịch tiếp theo TVN <laughs> ờ, trong tuần cũng đã có điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh 4.8 và vùng kháng cự 5.3 Xu hướng tuần tới thì vẫn là 48 đến 5.3 Ờ uh, TLH trong tuần đó uh, cũng nó chỉnh cung dự kiến về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng uh, 5.75 đến vùng 6. Uh, rồi ok và nó có một cái nhịp long và đối với TLH thì nó đang uh, tương đối là đẹp. Khi nhịp long này thì nó đang giữ được vùng 6.3 cộng. Như vậy khả năng tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 6.3 và nó sẽ hướng cản ở vùng 69 đến khoảng vùng 7, đó là vùng vùnglambda mục tiêu của TLH. Uh, nhân tiện đây thì chúng ta phân tích thêm uh, uh, các cái mã cổ phiếu vật liệu xây dựng nó mang uh, tính chất phục vụ cho đầu tư công gồm mã cổ phiếu KSB đã được khuyến định đầu tư. Thì đối với KSB sau khoảng 2 3 tuần vừa qua thì nó sau khi mà nó tích lũy uh, nó đã tích lũy khá là tốt ở biên 17 3 18 và phiên ngày hôm nay thì nó giữ mua thần và lực khớp cũng đạt trên hai triệu rưỡi cổ phiếu. Ở trên một phiên và trong cái cái cái, cái phân tích cùng thì chúng ta chờ đợi một cây nến bứt phát lên thì đây là một cây nến nó tương đối là giá trị như vậy nếu như mà phiên ngày thứ hai à, thứ ba tuần tới nó có thêm một cái cây nến hammer nữa nó nằm lên trên này thì như vậy là chúng ta sẽ ngắm vùng target kỹ thuật tiếp theo quanh vùng hai 20... <laughs> 23 Cổ phiếu BCC cũng khá là hay Hiện tại thì nó cũng đang hình thành được cái vùng tích lũy 76 đến vùng 8 Và vùng kháng cự kỹ thuật ngắn ở khoảng vùng 9 đến vùng 10 à Về đến hỗ trợ này thì các anh chị chúng ta cứ gom túc tắc và chúng ta chờ cái lực cầu nó tốt hơn Và hiện tại thì đường má CD nó đang nó đang chưa chuyển pha Chính vì vậy nên là xu hướng kỹ thuật của em này nó đang là gì Nó đang là tích lũy Và sau đó thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật À, nó tốt hơn của đường mã sẽ nên nó chuyển pha xanh ở đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà anh chị có thể mua tăng thêm. À, cổ phiếu PLC à, nó là em này là chuyên à, nhựa đường. Thì nó cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt sau nhịp tăng một từ vùng 14 mà nó đẩy đến vùng 21.5 và nó hình thành được cái biên 20 21.5. năm à, phiên ngày hôm nay thì thị, thị trường nó có điểm cuối phiên nó không được tích cực lắm. Tuy nhiên là nó cũng đã có một cây nến đẩy thoát vừa 21.5 như vậy tín hiệu tạm thời là ok. Có thể ngắm kháng cự ngắn ở khoảng quanh vùng 26. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm ngành tiếp theo, đấy là nhóm ngành dầu khí. Thì hiện tại là chúng ta thấy rằng là VKI nó đang chưa thể break vượt được cái vùng 80, mặc dù là trong tuần thì nó đã có những cái tín hiệu kỹ thuật là nó đầu tuần thì nó đã break lên, sau đó nó tiếp tục nó quay lại nó test và khả năng thì tuần tới nó vẫn còn phải nhì nhằng lại ở khoảng quanh vùng 76.5 u trên một thùng đó và nhóm P mà muốn tăng tốt thì với về tích lũy thành công ở vùng này và nó phải vươn lại được khoảng vùng 90 đến khoảng 95 thì khi đó thì p sẽ chạy khá là thoát và hiện tại thì p cũng đang trong một cái quá trình tích lũy đối với em là mã đánh chỉ số chính vậy nên là cái xu hướng trong ngắn hạn thì GAS sẽ có hỗ trợ vùng 101 và có thể đánh quanh vùng 105. À, đối với GAS thì các anh chị lưu ý một tí nếu như tuần tới trong trường hợp mà nó đẩy thủng vùng 100 ở đây với một cái nến hammer đỏ đặc dài thì như vậy là chúng ta phải tính toán cái vùng hỗ trợ thuật tiếp theo đó là quanh vùng 93 đến khoảng vùng 93.5. PLX là mã cổ phiếu được quyết định đầu tư à, và và chúng ta có điểm bắt về điểm bắt kỹ thuật của nó đó là quanh vùng 29, 29.5 đến khoảng vùng 30 và vùng kháng cự ngắn của nó ở đây đó là vùng 32 đến khoảng vùng 32.5 tuần này thì nó đã lốc lại được suy soát ở vùng 32 cộng nên là khả năng thì nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung ở đây và chúng ta sẽ chờ đợi một cái ngày nào đó VKT tăng mạnh mẽ và PLX đánh break được cái vùng này khi đó chúng ta có thể cân gom thêm mạnh mẽ hơn cổ phiếu PPT đang có một cái lực đánh tương đối là tốt khi mà trong tuần nó tiếp tục test không thủng vùng hỗ trợ kỹ thuật 20 ở đây các anh chị 20 Đó, xuống 20 bật lên xuống 20 xuống 20 bật lên à, và với lực đi như này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng ở quanh target vùng 23 22.5 đến khoảng vùng 23 vùng này thì anh chị có thể chốt bớt <laughs> cổ phiếu VVS nói chung là cũng đang dành tương đối khá nhiều cái kỳ vọng đối với em này hiện tại thì nó vẫn đang tiếp tục tích lũy ở vùng 21, 21, 4 và mục tiêu thì nó vẫn có cái cản ở đây vùng 24, 24, 5. Chúng ta sẽ xem lại chạc tuần Trạc tuần thì về căn bản nó vẫn đang tích lũy thôi và nó vẫn đang tích lũy được trên vùng 20 cộng như vậy là tạm ổn à, uh, PVD cũng như vậy rất là nhì nhằng rất là cố gắng ở uh, trong cái thời điểm hiện tại để PVD có thể break vùng 18 cộng và ít nhất là nó phải thoát được lên vùng 19 đó nó phải bay được cái cái điểm này này 19 khó vẫn chưa chưa thể bay được trên trạc tuần thì nó vẫn đang tiếp tục tích lũy thôi uh, như vậy là chúng ta có hai cây đến tuần ba cây đến tuần tích lũy được ở trên vùng 16.3 đến khoảng vùng 16.5 À, như vậy là các anh chị nhìn thấy này những cái cây doji nó test về khoảng 16.3 16.5 sau đó rút chân lên và mục tiêu uh, căn bản ở đây thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái tuần mà nó phải có một cái cây hammer đẩy xanh mạnh lên và vượt thoát lên uh, quanh trên vùng 18.5 thì cái đó thì chúng ta sẽ uh, có một cái uh, trà kỹ thuật nó tốt hơn nó tối ưu hơn đối với mã cổ phiếu PVD <laughs> ở BSR nhìn chung trong tuần thì nó vẫn tiếp tục tích lũy ở quanh vùng 13 13.4 và vùng này thì túc đắc nhặt. Nói chung là hiện tại thì lực cầu cũng đang khá là thấp nên là cái xu hướng của BSR nó tích lũy thôi. Ở hiện tại thì nó vẫn tiếp tục vùng tích lũy 7.5 đến khoảng vùng 7.7 trong tuần thế này nó có cái nến sâu sâu ở đây là 7. mấy ta, 7.3. Ok, như vậy là phải có thêm cả 7.3 nữa. Tuần tới thì cũng như vậy thôi. Các anh chị có thể đặt thêm ở vùng 7.3 Nó gom dần thôi chứ còn hiện tại thì nó cũng chưa thể là đánh được Đi ngang tích lũy và chờ đợi một cái lực cầu nó tốt hơn, tối ưu hơn Ở POV kép trong tuần thì nó cũng có vùng ở đây đó là vùng 10 vùng 10.3 chạm vùng này thì bắt đầu long nhẹ lên nhưng nói chung là vẫn Đi quanh quanh ở vùng 10.3, 10.5 thôi lực cầu cũng đang khá là thấp và đường mát thì cũng bắt đầu có cái sự chuyển mình đó tất nhiên là sự chuyển mình nó chưa lớn đó, các anh chị bắt đầu nó xuống này, rồi nó đi ngang thì có thể bắt đầu nó sẽ xanh trở lại nó đi lên như vậy thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn ví dụ như là tuần tới khi mà povk vượt thoát vùng 11 thì các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể canh ngon thêm nhìn chung nhóm p thì chúng ta đang kỳ vọng vào bsr kỳ vọng vào pvd pvf Uh, PLX một số cái mã cổ phiếu như vậy chờ đợi VKE uh, có cái sự phục hồi tốt và khi đó thì uh, P sẽ có cái sự tích cực uh, hơn ở trong cái tuần giao dịch, uh, dịch tiếp theo những tuần giao dịch tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua nhóm bất động sản đầu tư công. Thì uh, như các anh chị em cũng biết là đến thời điểm hiện tại uh, chúng ta cũng đang quốc hội cũng đang uh, họp về nhân sự vân vân và vân vân rất nhiều những cái vấn đề Uh, nổi trội uh, từ nhân sự từ chính sách vĩ mô rồi uh, từ các cái biện pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong ngành bất động sản hiện tại bây giờ đang khá là bế tắc bởi vì bạn của hùng lê là là đang là 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 làm bên các cái lĩnh vực về bất động sản rất là nhiều và những người cũng là uh, có vị trí và họ thấy rằng họ bảo rằng là cực kỳ khó khăn và không thể tháo gỡ được uh, trong những thời điểm hiện tại và đấy là những cái và 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 thêm vào nữa đấy là cái nguồn vốn uh, nguồn vốn cho 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 doanh nghiệp bất động sản nó hết sức là khó khăn các anh chị khi mà trái phiếu bị uh, bị ngưng hoặc là trái phiếu khi mà trái phiếu là một cái kênh huy động uh, vốn dài hơi cho doanh nghiệp nó đang gặp rất nhiều vấn đề ngân hàng siết chặt lãi suất cho vay về tín dụng bất động sản rồi xong uh, đó rất 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 nhiều các cái yếu tố dẫn đến là ngắn hạn có thể là đến uh, theo như các chuyên gia dự báo thì đến tổng tầm quý 3 sang năm vẫn đang là những cái thời điểm rất khó khăn của doanh nghiệp bất động sản nên các anh chị chúng ta lưu tâm. Thì đối với DIG, đây chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Đó. Đối với Dg thì trong một cái nhịp tăng đầu đây thì chúng ta đưa được cái target của Dg lên khoảng quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 và ba lần thì nó không thể công thủng vùng 19.5 và bắt đầu nhịp này thì nó bắt đầu đuối dần. trong tuần vừa qua thì nó tiếp tục ở biên 148 đến biên 15 và uh, cây nến kết tuần thì nó đang bị mất biên 148 tám uh, xu hướng thì nó sẽ có thể quay trở lại vùng 14 và sau đó thì sẽ đến khoảng vùng 13 4 <laughs> tại vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo Xeo <laughs> sao trong tuần đó, đó, có dự kiến là gì sao sẽ trả cung về khoảng quanh vùng 173 và nó đã có một cái lực long lực long này thì cũng không đủ mạnh nó lên được khoảng quanh vùng 20 và nó đã có hai cây đẩy đẩy quay trở lại như vậy thì tuần tới sẽ kiểm tra tiếp ở vùng 17.3 và khả năng thì theo như quan điểm kỹ thuật cùng thì cái đường 17.3 này khả năng là khó giữ và nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 14.5 đó, nó sẽ kiểm tra lại vùng 4.5 đến khoảng vùng 8 Chỗ này có bật được hay không Thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp ở vùng này HBC HBC thì nó cũng đang ăn theo cái chỗ dự án sân bay Long Thành thôi. Vùng 99.5 và vùng hỗ trợ cái tuần 8.5, đấy là những cái vùng hỗ trợ mà sẽ đánh giá trong tuần tới. À, đất xanh, à, nhìn chung thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá vùng hỗ trợ 11.5 đến khoảng vùng 12, kháng cự ngắn thì đâu đó khoảng vùng 13.8 đến khoảng vùng 14. Tức là nó sẽ đi ở trong cái biên này. À, trước khi mà nó hình thành một cái nhịp tăng hay là một cái nhịp sóng nào đó thì nó sẽ đi ở trong cái biên này rồi chúng ta đánh giá tiếp. DXS khá là đẹp. Đó, vùng 6, 6, 3, 6, 5 à, Đang hình thành là một cái vùng tích lũy của cổ phiếu này Và ngắn hạn thì chúng ta sẽ có cái vùng kháng cự ở đây là quanh vùng 8 SCR nhìn chung là cũng chưa Nhìn tín hiệu này là chưa chưa ổn áp rồi Vẫn đang ốm lắm Trong tuần thì nó quay lại vùng 48 đến vùng 5 break lên được nhưng mà lại gặp cản ở đây là vùng 5.7 và nó tiếp tục đi ngang ở vùng 5.7 như vậy là tuần tới sẽ test lại Vùng 5.5 thì nó là đương nhiên rồi nó Hôm nay đóng cửa ở vùng 5.48 ờ, Nhưng khả năng là nó sẽ xuống lại ở đây là vùng 4.8 đến vùng 5 đến vùng 5.1 của SCR LDG cũng chưa đạt Trong tuần vừa qua thì chủ đạo là nó đi ngang ở biên ở đây là biên 4 đến biên 4.2 khả năng tuần tới sẽ có thêm những điểm test công nghệ thuật ở khoảng quanh vùng 3.75 C2 C2 ở đây ta xem C2 nào C2 ở đây cũng chưa ổn trong tuần vừa qua thì C2 đây có một cái test này hai cái test về biên dự kiến 12 12.5 có long lên ở được ở khoảng vùng 13 3 gì đó rồi khả năng là tuần tới cái xu hướng nó lại quay trở lại vùng hỗ trợ cái tuần này 12 12 5 tích lũy tiếp NBB trong ngắn hạn thì không có nhiều yếu tố đột biến. 12, 12 năm và 13 đấy là cái biên mà nó đang hình răng cưa. Biên trung bình kháng cự trên và kháng cự dưới. Một số các mã cổ phiếu đầu tư công gồm có FCN, FCOM. FCOM thì trong tuần cũng đã tích lũy tốt ở vùng 8.7 chính vậy nên là nó chưa có vùng 8 đến vùng 8.3. À, nhìn về tín hiệu kỹ thuật này thì khả năng tuần tới á, là FCOM cũng sẽ tiếp tục quay trở lại test lên. Đó, nó sẽ test lại cái vùng 8 đến vùng 8.7 8, 8, à, 8 đến vùng 9 ở đây Rồi sau đó à, thuận theo xu hướng thì chúng ta sẽ phân tích tiếp à, Vcg hiện tại tín hiệu kỹ thuật đang khá là ok Trong tuần thì nó tiếp tục kiểm tra 15.5 đến vùng 16 và bắt đầu nó có nhịp long hơi tiếc hôm nay là nó không đánh được Qua vùng 17.5 à, Trong phiên thì đã có thời điểm bay 17.5 rồi nhưng kết phiên thì nó không đạt được và với tín hiệu cầu như thế này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng trong nhịp này thì VCG là kéo lại vùng 19, khoảng quanh vùng 20 CMCO4 CMCO4 <laughs> lực cầu thì nó chưa được happy cho lắm CMCO4 như các cái phân tích mùng đánh giá Cổ phiếu này muốn chạy thì nó phải đạt một cái lực cầu khoảng tầm từ 3 triệu đến khoảng 4 triệu 6 cổ phiếu trên một phiên Tuy nhiên ngắn hạn thì nó cũng đã có gọi là những cái gì nó có gọi là nháp nháp được một tí Lực cầu cũng đang 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 có những cái xu hướng nó tốt hơn, nó tối ưu hơn Thế thì với với cái lực cầu như thế này thì chúng ta sẽ đánh giá là gì? Thứ nhất đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 8.2, vùng 8.5 thì nó chỉ có ở trong tuần trước thôi. Còn tuần này thì nó chủ yếu là ở vùng 8.9 đến vùng 9. À, ngắn hạn thì sẽ có cản thứ nhất là 98 đến vùng 10 và cản thứ hai đó là cản 10.8 đến cản 11. Đây là hai cái cản quan trọng để uh, 4 có thể tiếp tục một cái hành trình nó tốt hơn. LCG nó cũng là một cái mã cổ phiếu mà liên quan đến lĩnh vực đầu tư công. Đó, trong nhịp vừa qua thì nó rơi về 4.5 và nó đẩy được xuyên thoát lên được vùng 8 như vậy là cũng uh, một cái nhịp tăng cũng tương đối tốt rồi. Và sau nhịp tăng đó thì nó bắt đầu nhả cung và nhịp này thì nó đang cố gắng hình thành một cái nhịp sóng tăng thứ hai như vậy là sóng tăng này thì có kỳ vọng là nó sẽ đánh lại ở vùng 8.4, 8.5. Uh, rồi sau đó nó chỉnh cung nhẹ nhàng một tí nữa. Đó, và cái cách chỉnh cung như thế nào đó để làm sao mà chúng ta hình thành được một cái phân kỳ tăng ở đây đó, ví dụ như vậy thì lúc đó thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá thêm và cái con lcg này cũng là một con mã rất hay khi mà nó đánh đó, lcg cũng có những cái nhịp đánh rất là tưng bừng với các anh chị đó khi nó vào sóng các anh chị nó đánh từ vùng 4 vùng 2.5 đi vùng 3 đánh từ 3 lên 12 sau đó chỉnh cung một phát từ vùng 9 lên tận vùng 24 đó, lcg khi vào sóng nó đánh những cái sóng trận sóng đánh rất là hay ok và các anh chị trong nhịp này thì chúng ta làm gì chúng ta tận dụng à, các cái nhịp tăng lên giảm xuống cổ phiếu để mà chém cá ở tiến thất à, nam long à, nam long trong tuần vừa qua rất đẹp luôn chỉnh về 28, 28.8 và bắt đầu có một cái lực long lên ngắn hạn thì vẫn có một cái cảm giác là Nam Long sẽ có thể công lại được cái vùng kháng cự kỹ thuật của nó ở đây, nó quanh vùng 34 đến khoảng vùng 35. Ờ à, Khang Điền cũng có một nhịp tích lũy khá là đẹp ở trong tuần vừa qua, chỉnh cung test tích lũy lại ở vùng 23.5, 24.5 và nó có một cái nhịp long lại à, chạm kháng cự vùng 28.5. Phiên ngày hôm nay thì hơi bị mất tay, à, tuy nhiên là cái điểm mất tay này thì chúng ta cần phải đánh giá thêm ở trong phiên giao dịch thứ ba tuần tới ở vùng 26.5 và có thể nó sẽ test lại cung ở đây là quanh vùng bao nhiêu ta quanh vùng 25 <laughs> đó có thể nó sẽ test lại quanh vùng 25 cầu thì đang hơi thấp và cái tín hiệu đường má CD thì nó đang đây các anh chị nó đánh cũng khá là rất 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 mạch nhé đó đây nhịp long thứ nhất đó là đường mã CD nó long xanh từ đâu đó khoảng vùng giá 20 và lên được đến vùng 30 là nhịp này cũng đã có phân tích rồi và bắt đầu nó đi vào một cái nhịp uh, chỉnh cung. Đó, nhịp chỉnh cung này thì bắt đầu đường mát bắt đầu có cái gì Bắt đầu có sự chuyển mình, như vậy thì khả năng tuần tới nó sẽ chỉnh cung tương đối nhẹ nhàng để bắt đầu nó kéo giật lên. Và rất có thể là sau khi mà nó kết thúc cái nhịp chỉnh cung này thì nó lại bắt đầu có một uh, một cái trend xanh ở đây. Đó và khi mà có một cái trend xanh ở đây thì như vậy là gì? Cổ phiếu bắt đầu tăng điểm và như vậy đấy là những cái thời điểm mà các anh chị có thể thu gom thêm nhịp này thì có thể tiếp tục kỳ vọng là gì đó chúng ta sẽ ngắm lại vùng kháng cự ở đây đó là vùng 30 đến khoảng vùng 31 của cổ phiếu KDH Hà Đô hiện tại cũng đang tích lũy tương đối là tốt đó Hà Đô như vậy là vùng 35 vùng 36 cản và nó bắt đầu nó chuyển lại tích lũy ở vùng 28.8 đến vùng 30 như vậy ngắn hạn thì cũng có thể kỳ vọng Hà Đô tích lũy thành công và chúng ta lại ngắm cản 35 36.5 thôi Uh, HDC, HDC thì nhìn chung chưa ổn lắm. Uh, lực cầu của HDC hiện tại đang bị mất tương đối sâu. Và trong tuần thì HDC cũng đã quay lại vùng 27, 28 ở đây. Ở uh, vùng 27, 28 ở đây. Uh, nhìn chung với tín hiệu kỹ thuật này thì cũng không mấy lạc quan cho tuần giao dịch mới. Tức là nó lại tiếp tục uh, quay trở lại thôi. Đó, uh, tiếp tục quay trở lại vùng 27, 28 để kiểm tra cung cầu. À, nhìn chung về bất động sản và và đầu tư công thì hiện tại là trong tuần vừa qua thì đầu tư công đang có tín hiệu tích tương đối là tích cực và cái tín hiệu tích cực đó thì chúng ta phải chờ để chúng ta đánh giá thêm ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành banh thì uh, banh đã có một cái quá trình phân tích tương đối dài à, sóng banh thì chúng ta đã bắt đầu có những khuyến nghị từ ngày 13 tháng 10 và đến bây giờ là tận 30 tháng 12 như vậy là chúng ta đã có hai tháng hai tháng chiến đấu nhóm banh và đến thời điểm này thì một số các nhóm thì nó cũng đã đạt được những cái target rất là cao ở tại những cái vùng kháng cự chính vậy nên là nếu như mà chúng ta đang cầm mà cổ phiếu có bị chốt thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt theo Vietcombank thì nhìn chung là mấy phiên nay nó đánh chỉ số nó đánh rất là khó chịu đó cứ trong phiên xanh và cuối phiên ATC là đập đỏ và điều đó nó cũng khiến cho chỉ số rất là méo mó ở trong những cái phiên giao dịch gần đây thì đối với việc công banh ngắn hạn thì chúng ta sẽ nhìn sơ sơ như thế này thôi vùng hỗ trợ kỹ thuật là 78 và vùng kháng cự của nó là vùng 82 và như vậy thì vô hình nhưng mà chúng ta sẽ có biên 78 đến khoảng vùng 80 82 đây này cái này lùng đã ghi rồi này đó thì tạm tạm như vậy thôi MBB <laughs> à uh, uh, trong tuần thì cũng có uh, những cái điểm uh, dự kiến chỉnh cung quanh vùng 17.3 đó là vùng chỉnh cung nhịp 1, còn nhịp 2 thì nó sẽ rơi về vùng 16.6 đến khoảng vùng 17. Và trong tuần thì nó rơi về đâu đó khoảng vùng 16.8 16.9 ở đây và nó có một cái nhịp hồi lên. Cho nên cái tuần thì nó lại hơi hơi đuối và hiện tại thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Uh, sau một cái nhịp kéo xanh của tín hiệu đường MACD thì đường MACD bắt đầu uh, đang đang trong trend đỏ và trong đang trong trend đỏ thì là gì thì là cổ phiếu đi ngang tích lũy hoặc là chỉnh cung nó chỉ có như vậy thôi đó trend xanh thì nó còn có những cái nhịp à, tăng nhịp chỉnh nhưng khi đã vào trend đỏ thì gần như là nó chỉ có ở à, những cái nhịp tích lũy và nó chỉnh cung thôi và nó chưa thể bật thoát được MBB thì tuần tới tuần tới sẽ có ở vùng 16.5 16.6 17 để tiếp tục đánh giá ở vi trong tuần tiếp tục công lại cản vùng 18.5 18.6 và nó lên được 18.5 thôi và và đồng thời thì nó cũng có một cái nhịp test kỹ thuật ở đây tương đối đẹp ở vùng 17 đánh t0 thì cực là ok t0 hoặc t1 tuần tới lại tiếp tục kiểm tra lại vùng 17 6 17 năm sau đó thì biên 17 và tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng long ở đây À, trong cái nhịp này thì VBank khả năng sẽ đánh ở khoảng quanh vùng 7 đến khoảng vùng 18 18 18.5 đấy là cái biên dự kiến của nó nó sẽ đi như vậy à, BIDV à, BIDV trong tuần này thì biết tiếp tục à, theo như những cái dự báo vùng lê đó là gì nó không thủng vùng 38 thì nó tiếp tục công lại vùng ở đây 41.5 đến vùng 42 và tiếp tục thất bại ở vùng này Uh, và như vậy á thì chúng ta phải lưu tâm hết sức lưu tâm một cái điều ở trong cái thời điểm hiện tại đối với mã cổ phiếu BIDV. Đó là gì? Nếu như chúng ta đang cầm ở vùng 38, trong trường hợp thủng 38 và tín hiệu xác nhận không lấy lại 38 nên chốt. Uh, phần thứ hai, 41 542 là vùng kháng cự, vùng này đúng không? Kháng cự thì chúng ta nên chốt bớt rồi, cái đó thì chúng ta không phải nói nữa. Uh, công thương uh, trong tuần thì uh, về mặt công thương á, thì trong cái nhịp sóng cũ đồng có phân tích cái vùng kháng cự mạnh ở đây Nó là quanh vùng 28.529 Và nó đã đạt được, nó đã đạt được cái kháng cự đó Và đến thời điểm hiện tại thì nó bắt đầu nó chỉnh cung à, Thì chỉnh nhịp 1 là nó sẽ về 27.4 Chỉnh nhịp 2 thì nó sẽ về 26.7 Và chỉnh nhịp 3 thì nó sẽ về 26 Và trong tuần vừa qua thì nó đi về sâu nhất là vùng 26 và nó có cái nhịp hồi long Thì nhịp hồi long này, nhịp hồi long này thì nó vô hình dung là nó lại À, chạm lại vùng ở đây, đó là nó sẽ chạm lại vùng kháng cự đây. Ở đây nhá, à, biên kháng cự đây khoảng quanh vùng 27.5 đến khoảng vùng 28. Đó, cái vùng kháng cự này 27.5 vùng 28 thì như vậy là chúng ta lại chốt bớt đi, bắt được ở thấp thấp dưới này chúng ta chốt bớt đi. Và trong cái thời điểm hiện tại thì công thương cũng đã chạy được một nhịp sóng tương đối tốt, vấn đề là bây giờ công thương có tích lũy để mà vượt thoát lên được hay không? Thì câu chuyện này chúng ta cần phải chờ. Chờ cái gì? Chờ chính sách vĩ mô, chờ cái gì? Chờ xem chính phủ có những cái động thái như thế nào không Rồi chờ như thế nào? Chờ xem dòng tiền vào nhóm banh sẽ tiếp tục như thế nào Đó nó chờ rất nhiều các yếu tố kỹ thuật, còn trong ngắn hạn thì mình chỉ có đánh giá như vậy thôi Techcombank banh Techcom banh uh, kỳ vọng nhiều nhưng mà chẳng được bao nhiêu Tuần cũ thì nó đi suy sát lên được cái vùng target 31 nhưng mà sau đó thì nó chỉnh cung và tuần này thì chủ đạo là nó đi ngang ở biên 25.5 đến biên 26. À, nói chung tech combine mà test công thủng 25.5 thì vẫn là tạm ổn. Còn nếu như trong trường hợp mà để mất vùng 25.5 thì như vậy là nó cũng hơi đuối. Ngắm thêm thôi. Ở uh, STB nhìn chung thì STB vẫn đang có một cái sự uh, giao dịch hết sức là tích cực. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng là vùng 24 24.5 đang trở thành một cái vùng cản rất là mạnh của cổ phiếu STB ở trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, nó sẽ có những cái hỗ trợ nào? Thứ nhất là hỗ trợ 22. Và cái điểm thứ hai đó là hỗ trợ 21 đến khoảng vùng 21.3. Như vậy là tuần tới thì cái xu hướng là nó sẽ tiếp tục test lại à, vùng hỗ trợ kỹ thuật 23 22 sau đó thì có thể là sẽ có một cái nhịp long ngắn ở đây và sẽ phân tích thêm uh, các cái tín hiệu ở trong phiên giao dịch nhưng uh, chúng ta có một tín hiệu dễ dàng nhận ra là gì uh, bắt đầu từ cái tuần đây bắt đầu từ cái điểm này đó thì à, cái đường mà acd nó đang xanh mút và nó bắt đầu chuyển đỏ và khi mà nó chuyển đỏ thì như thế nào các anh chị hiểu rồi cũng đã nhấn mạnh rất là nhiều chúng ta cũng tránh nói đi nói lại nó nhàm À, liên việt postbank à, uh, liên postbank thì trong tuần à, uh, liên việt postbank cũng đã có một cái điểm chỉnh tương đối sâu về quanh 12 12 3 và cũng đã có một cái nhịp long tương đối là tốt và đưa cổ phiếu này tiềm cận về vùng kháng cự 13 8 đến vùng 14 uh, có hai cây nến chỉnh cung hai cây nến chỉnh cung khá là nhẹ như vậy thì tuần tới điểm test 1 nó sẽ test về 12 8 đến 13 trong trường hợp thủng 12 8 thì như vậy là phải tính toán lại 12 12 3. À, nhìn chung à, nhìn chung thì à, khả quan mà đẹp thì chỉnh về đây xong rồi là kéo tiếp lên một cái nhịp đâu đó ở khoảng quanh vùng à, đây vùng kháng cự này rồi à, rồi đạp sọt ở đây thì như vậy thì à, cũng là một cái ý đồ của tạo lập chúng ta sẽ phân tích thêm. SHB nhìn chung trong tuần vừa qua cũng không có nhiều yếu tố đột biến, lực cầu thì càng ngày càng đi xuống và đường MACD thì nó vẫn đang là trend đỏ chính vậy nên cổ phiếu nó sẽ khó để mà vượt thoát đi lên, chủ yếu là xu hướng tích, tích lũy đi ngang thì các anh chị nhìn thấy đây ạ, cả tuần thì gần như nó tích lũy đi ngang ở quanh vùng 10. Hơi đuối một tí, khả năng là tuần tới thì nó sẽ kiểm tra lại vùng 95 đến khoảng vùng 97. 95 đến 97. TPBank trong TP tuần cũng đã có những cái điểm test tương đối sâu về quanh vùng 20.5 à, Nhìn chung thì có lực hồi à, Tuy nhiên lực hồi này thì cũng chưa đạt Tuần tới khả năng lại có vùng 20.5 Nói chung nó cũng phải tích lũy uh, tương đối khá khá ở vùng này à, Sau một cái nhịp mà nó đẩy vôn khá là tốt ở đây Thì uh, nhịp này thì nó lại đang bị mất vôn à, Nhịp này nó đang bị mất vôn Và chính vì nó mất vôn Cộng với gì? Cộng với đường đây Nó đang bị đỏ À, nên là cổ phiếu nó sẽ chỉnh uh, tích lũy đi ngang thêm và chờ đợi cái dòng tiền tốt lên chúng ta có thể uh, tiến hành bắt đáy khả năng tuần tới sẽ có quanh vùng 20 Và thậm chí là có thể về vùng 19.3 đấy là câu chuyện khá là bình thường bởi vì cái con TP này á uh, cái biên ở trong phiên nó đánh tương đối là 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 giãn là, là, là chính vậy nên là cái sự biến động mạnh ở trong phiên nó khá là cao ở uh, VIP, như vậy là VIP cũng chưa thể công nổi uh, cái break, break cái vùng cản ở đây đó là vùng 22 đến vùng 23. ba uh, tuần cũ thì nó bị mất vùng cái hỗ trợ tuần thuật 20 nên nó sẽ hướng đến lại vùng 18 đến khoảng vùng 18.5, xu hướng thì tuần tới nó vẫn sẽ tiếp tục lình xình ở đây thôi. Và dòng tiền cũng đang uh, đang cạn cung, như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Sau một cái giai đoạn tích lũy cạn vôn và vôn lại bắt đầu được đẩy lên thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta đã có vị thế rồi chúng ta sẵn sàng để chúng ta thu gom thêm rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành tiếp theo và nhóm ngành cũng khá là quan trọng đối với thị trường của chúng ta đó là nhóm ngành chứng khoán à, đối với VCI trong tuần thì có nhịp chỉnh cung một ở quanh vùng 23.5 có lực hồi và xu hướng sẽ tiếp tục test lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 22 đến khoảng vùng 22.2 à, về đến vùng này thì khả năng sẽ có những cái nhịp lo ngắn ở đây thì sẽ đánh giá thêm <laughs> VND đã có những cái thời điểm giao dịch rất là tốt uh, Tuy nhiên kết phiên thì lại đuối uh, Đuối con gà chuối Và trong tuần thì VND đã quay trở lại test vùng 12.7 đến vùng 13 Có lực lo ngắn, tuy nhiên lực lo này thì Nó cũng chưa có đủ sức mạnh Uh, cho nên tuần tới thì vẫn tiếp tục đánh giá vùng 127 đến khoảng vùng 13 uh, SHS trong tuần đã chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 8 đến vùng 8.3 Có long hồi lên vùng 9 Tuy nhiên vùng 9 cũng là trở thành một cái vùng cản tương đối dài ở đây Và nó bắt đầu chỉnh cung Như vậy thì tuần tới lại có vùng 8, 8.3, 8.5 Đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, của SHS sẽ đánh giá SSI trong tuần thì nó chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật 17 và có một cây nến uh, có một nhịp bật lên. Uh, tuy nhiên nhịp bật này thì lại chạm về vùng 18.5 ở đây. Nó lại trở thành những vùng kháng cự ngắn nên là lại dập dìu. Xu hướng như thế này á thì tuần tới uh, tuần tới khó, khó anh chị. Khi mà đường MA CD vẫn đỏ và nó lại đang có xu hướng cắm đầu đi xuống cộng với lực cầu khá là thấp và uh, tín hiệu giá thì tương đối là chơi vơi. <laughs> nó không có cái gì chắc chắn cả nên là nên là cái việc mà nó test lại vùng 17 17, 3 là 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 xác suất rất là cao ở HCM trong tuần thì nó cũng đã chỉnh cung uh, kỹ thuật về vùng 20 20.8 có một lực long ngắn ở đây và nó lại quay trở lại đạp uh, với lực đạp này như vậy tuần tới sẽ tiếp tục kiểm định lại quanh vùng 20 trong trường hợp nếu nó nó, nó bị thủng vùng 20 ấy, thì như vậy là vùng 18.5 đến vùng 19 cũng phải tính toán đối với cổ phiếu HCM MBS nhìn chung ở trong tuần thì chủ đạo tích lũy ở quanh vùng 12 và tuần tới thì khả năng vẫn như vậy thôi Biên một đến biên 12, biên 12-3 Đấy sẽ là những cái vùng mà MBS dự kiến nó sẽ à, MBS nó sẽ đi ở trong cái biên đó Gọi là Sideway đi ngang à, CTS thì uh, nhìn như thế này là mục tiêu là sẽ chỉnh cung về quanh vùng 12 và tại vùng 12 ở đây thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá Cái khả năng uh, hồi của cổ phiếu ở hiện tại thì đường MACD cũng đã có bắt đầu chỉnh sang uh, uh, từ xanh sang đỏ, chính vậy nên là cổ phiếu nó cũng bắt đầu có sự suy yếu nhất định ở trong thời gian ngắn hạn. Uh, BSI trong tuần uh, nhìn chung vẫn tích lũy ở quanh vùng 16.8 đến vùng 17.5 và khả năng tuần tới thì vẫn đi ở bên này thôi. Còn trong trường hợp mà thủng vùng 17.5 như vậy thì chúng ta có thể tính toán thêm ở vùng 15.5 và khả năng dự kiến về cái cách chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh chỉnh về hai cái vùng này. Ta tích lũy đi lên. BVS ở trong tuần thì rất là đẹp, đẹp hơn so với các mã cổ phiếu chứng khoán khác khỏe đấy. Test về quanh vùng 16.5. Và sau đó thì nó đã có một cái lực long, lực long này thì đẩy cổ phiếu về lại vùng kháng cự vùng 20 20.5. Năm tuần tới thì nó sẽ có một cái nếu như mà nó khỏe thì nó sẽ đi nó sẽ nhả lại một nhịp ở đây rồi sau đó thì có thể ngắm lên vùng 23 đến khoảng vùng 24 khả năng là được bởi vì nhịp này nhìn cái cách tạo lập của cổ phiếu bbs thì nó đang là một cái cái xu hướng đi lên AGR vẫn tiếp tục đi ngang tích lũy, Đó, biên tích lũy của nó quanh vùng 7.5 đến khoảng vùng 7.7 khả năng tuần tới thì vẫn có thêm những cái điểm chỉnh về đây thôi những điểm test lại quanh vùng 6.7 đến vùng 7 <laughs> phải tích lũy về vùng này, Đó, tích lũy về vùng này rồi kéo cò cưa chắc chắn là kéo cò cưa rồi bởi vì thị trường với cái lực cầu như thế này thì khó để mà 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 bứt thoát mạnh ở cổ phiếu VX nhìn chung tuần vừa qua không công được vùng 7 nên lại quay về vùng 6.5 và tuần tới thì có thể vùng 6.2 đến khoảng quanh vùng 6.3 đấy sẽ là những cái điểm mà sẽ đánh giá cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo đó, đường mát nó đang đỏ như thế này thì ới giờ ơi, em ơi làm sao mà tăng được khó bắt đầu từ cái điểm này tức là bắt đầu từ vùng 8 thì với bắt đầu có cái sự suy yếu và hùng thấy rằng là khi mà cái đường đường mà acd mà nó cắm đỏ rồi thì khó để mà 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 tăng lắm đó các anh chị nhìn thấy đây cái khu này nó đang xanh đúng không bắt đầu nó đỏ này nó đỏ đến tận đây thì ít nhất là nó đã giảm từ vùng 14 và về đến đây là vùng 8 Các anh chị mất 7.000 trên một cổ phiếu Đó, nôm na nó chỉ như vậy thôi Ở Chúng ta không có cần quá nhiều những cái tín hiệu kỹ thuật nó là cũng Chỉ nhìn một vài các cái chỉ báo thôi và cái điều quan trọng nhất đó là cái phản xạ đây Phản xạ chúng ta Phản xạ nhìn bảng giá, phản xạ nhìn tín hiệu giao dịch Đã biết thêm APG trong tuần khá là tốt Khi mà tiệm cận vùng 6.8 đến vùng 7 Tuy nhiên hai cái đến kết tuần thì hơi đuối rồi và với việc đuối như vậy á, thì chắc 8 tuần tới là vùng 5.8 sẽ có Thậm chí là có thể điểm sâu hơn ở đây là vùng 5.5 à, Chờ đợi để đánh giá thêm cái tín hiệu kỹ thuật và Bắt đầu từ cái điểm này thì cũng bắt đầu các anh chị này nhìn thấy đường gì ạ đường má ACD bắt đầu đỏ Và khi đường má ACD bắt đầu đỏ Thì chúng ta nên lưu tâm à, Chỉ có như vậy thôi à, Cổ phiếu ORS xem nào ORS 8.5 8.3 và 8 Đấy sẽ là những cái vùng mà à, Cài bừa Rồi tích lũy Rồi đánh giá tiếp FBS Ở đây đó là vùng 4.7 Vùng 5 Cá biệt có thể tính toán Về vùng 4 Trong trường hợp nếu như mà tuần tới à, Nhóm chứng khoán có những cái sự chỉnh cung à, Ở đây Ok, như vậy là uh, tất cả các cái danh mục cổ phiếu thì tạm thời tuần này mình sẽ phân tích như vậy thôi. Uh, còn những cái mã cổ phiếu nào các anh chị quan tâm thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần, cũng sẽ dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi của anh chị. Uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ review lại uh, cái kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua video số 158. Thì uh, trong cái tuần uh, bản tin video số 158 uh, thì cũng có nói đến một số uh, các cái yếu tố Uh, về mặt kỹ thuật kỹ thuật của thị trường đó là một cái tuần mà uh, sẽ tập trung sẽ tập trung đánh giá uh, cái mốc hỗ trợ kỹ thuật của nhóm ngành cũng như các cái mã cổ phiếu xem là tại cái hỗ trợ tuần thì các nhóm ngành có bị phá hay không có bị phá vỡ những cái yếu tố kỹ thuật đó hay không trong trường hợp nếu như mà không phá vỡ thì cái cơ hội nó vẫn còn còn nếu như trong trường hợp mà nó à, phá vỡ thì chúng ta sẽ gặp à, một cái tuần à, sẽ khá là khó khăn. Và một cái ý thứ nhất đó là trên cơ sở đánh giá các cái nhóm ngành, các cái trụ lực của thị trường thì hùng cảm thấy rằng là cái tuần giao dịch video số 158 là một cái tuần khá là mong manh. Dòng tiền tiếp tục suy giảm mạnh trong tuần giao dịch cũ khiến các nhóm ngành gần như không có động lực bứt phá chủ đạo đi ngang chỉnh giảm và tích lũy và chúng ta đã trải qua 3 tuần với những cái tín hiệu tích lũy như hiện tại và với cái đà với cái đà với cái tín hiệu kết thúc tuần uh, video số 158 thì Hùng Lê dự báo rằng tuần tới dòng tiền khó có khả năng cải thiện để kích cầu cổ phiếu đó là cái ý thứ nhất uh, cái ý thứ hai đó là tâm điểm của tuần giao dịch mới đó là thử tải tại vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt nếu như tất cả các nhóm ngành mà tích lũy trên cái vùng hỗ trợ, tức là index có thể loanh quanh được ở khoảng quanh vùng 1015 đến 1030 thì như vậy là ổn. Và trong trường hợp nếu như index bị phá vỡ vùng 1015 và sâu hơn đó là vùng 995 và 998. Đó thì khả năng nếu như trong cái trường hợp mà đây các anh chị, trong cái trường hợp nếu như mà index của chúng ta bị mất vùng 1015 thì à uh, nó sẽ đi về vùng 995 và cái điểm rút chân uh, sâu ở vùng 980 cũng là một cái vùng mà à sẽ có khả năng xảy ra ở trong cái tuần vừa qua. Và tạm thời thì chúng ta sẽ đánh giá VN30 sẽ ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 1030, sau đó biên 1015 đến 1020 và sâu hơn sẽ là vùng 1000 điểm đến vùng 1000 1005. Thì đây là chạc kỹ thuật của chỉ số VN30 ở uh, trong cái tuần vừa qua. Đúng không anh chị? À, kết tuần thì VN30 đang nằm ở đâu đó khoảng 1040 Và cũng có dự báo điểm test kỹ thuật 1 ở quanh 1030 Ngay phiên thứ hai thì nó test 1030 1030 thủng thì nó sẽ đi về 1015 1015 thủng thì nó sẽ đi về vùng 1000 điểm Ok Và khi vùng 1000 điểm bị phá vỡ Thì đây chính là mẫu chốt của vấn đề Thì trong cái kịch bản cũng đã có dự báo Tức là gì? Khi vùng 1000 điểm bị phá vỡ Thì cái khả năng mà thị trường có một cái sự rút chân Tức là nó sẽ đạp về khoảng quanh vùng 980 và sau đó rút chân lên Đó là kịch bản mà chúng ta cần phải tính toán Khi mà thị trường phá vỡ những cái mốc hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây Đó thì vỡ 1.000 là vỡ hết rồi đúng không Và các anh chị nhìn thấy là VN30 tạo đáy ở vùng 985 điểm Và bắt đầu có một nhịp diện, một nhịp phục hồi ở đây Đồng thời thì trong tuần thì cũng có phân tích thêm cái vùng kháng cự kỹ thuật Ở vùng 1020 đến vùng 1030 Đó là vùng hỗ trợ kháng cự tuần của chỉ số VN30 đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng có nói ở đây đó là vùng 1030 và sau đó là biên 1015 và cái biên cuối cũng sẽ là ở 1.000 điểm và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là trong tuần vừa qua thì phái sinh của chúng ta đầu tiên là kiểm tra 1030 sau đó 1015 sau đó vùng 1.000 điểm và khi vùng 1.000 điểm bị mất đó, thì nó sẽ đi về vùng 980 và trong tuần thì cái điểm sâu nhất nó về được đó là khoảng quanh vùng 983 đó và nó tạo đáy ở vùng nói chung là chiết soát ở vùng 985 và bắt đầu nó có một cái sự phục hồi đi lên và cái sự phục hồi đi lên này thì đối với phái sinh lồng có phân tích cái cản 1010 và cản thứ hai đó là cản 1020 thì như vậy là trong tuần nó ba lần nó công lên được bốn lần bốn lần nó công được cản 1010 và cứ gặp 1010 cái là quang tèo nhìn chung là như vậy đây các anh chị đây cản 1010 đây đó ok đó cả một không một không dính một không một không là gì ạ là lại tụt tụt à, còn đối với chỉ số vn index uh, ok index thì chúng ta có vùng đầu tiên vùng test đầu tiên một không một không và sau đó là biên chín chín năm và đương nhiên chín chín năm thủng thì sẽ ngắm đến vùng chín tám mươi thì ở đây anh chị uh, vùng một không một không trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó khá là lình trình ở vùng hỗ trợ một sau đó thì gì uh, ạ nó bắt đầu đi về vùng chín chín năm vùng chín năm chín năm ở đây uh, bị mất và khi vùng chín chín năm bị mất thì chắc chắn là gì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 980 bởi vì là trong cái kịch bản mà phân tích tuần ngùng á đây các anh chị này hùng đã nói rất là kỹ tức là tâm điểm trong trường hợp và tích lũy được trên cái vùng một một năm nhưng nếu hỗ trợ bị phá thì xuất hiện một cái cây mà xác định index bị mất vùng một một năm thì sẽ hướng đến vùng chín và khi chín bị mất lên thì sâu hơn là phải tính toán đến vùng chín tám mươi là nó rút chân lên thì đấy là cái kịch bản về thị trường và không ai chống được cái xu hướng này cả và chúng ta chỉ có là gì chúng ta phân tích chúng ta nương theo và trong trường hợp nếu như thị trường chạm vùng này thì chúng ta làm gì chạm vùng kia chúng ta làm gì vân vân và đấy sẽ là những cái yếu tố kỹ thuật mà để giúp cho chúng ta định lượng thôi và chúng ta dựa vào đó để chúng ta có thêm những cái góc nhìn về thị trường cũng như là xu hướng thị trường để chúng ta có thêm những hành động ok tuần giao dịch mới thì chúng ta chỉ giao dịch có bốn phiên thôi phiên ngày thứ hai thì chúng ta tiếp tục vẫn trong kỳ nghỉ lễ như vậy thì index của chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại vùng 995 đến vùng 1000 điểm và sâu hơn sẽ là vùng 980 đến vùng 985. Đó, để kiểm định lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Đó, sau đó thì cũng sẽ tiếp tục phân tích trong trường hợp mà tích lũy được thì nó sẽ như thế nào và trong trường hợp phá vỡ thì nó sẽ như thế nào. Và đối với index chúng ta vẫn tiếp tục có vùng kháng cự ở đây là vùng 1020. Kháng cự tuần đó các anh chị và sau đó vùng kháng cự tuần tiếp theo đó sẽ là 1030. Đó. Uh, quay ngược trở lại đối với chỉ số vn30 thì cũng hoàn toàn tương tự như uh, index thôi sẽ quay trở lại vùng 995 đến vùng 1000 điểm và sau đó thì chúng ta sẽ tập trung đánh giá xem uh, cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 980 đến vùng 985 nó có giữ được không uh, cản kỹ thuật của chỉ số vn30 vẫn là vùng 1020 và sau đó là cản 1030 và cao hơn sẽ là 1040 nhưng ngắn hạn sẽ là hai cái cản này cái đó đó À, đối với chỉ số phái sinh, à, ngày hôm nay nó cũng đã đóng cửa ở vùng 1 bốn điểm à, Như vậy thì à, tuần tới sẽ tập trung đánh giá lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 990 Và sau đó thì vẫn đi về vùng 978, 980 và vùng 985 điểm Đó là à, những cái mốc hỗ trợ kỹ thuật rất là then chốt của phái sinh ở trong nhịp này à, Chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá thêm Ok như vậy là chúng ta vừa mới trải qua à, tuần giao dịch cuối cùng của năm 2022 và tuần tới sẽ là tuần giao dịch đầu tiên của năm 2023. Ông Lê xin được à, gửi lời cảm ơn tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đã cùng đồng hành cùng với team của chúng ta trong một cái quãng thời gian vừa qua trong một cái năm vừa qua rất là biến động rất là khó khăn à, và những cái chia sẻ của cá nhân Hùng Lê đó là những cái phân tích à, từ, từ 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 đáy lòng cứ có thể gọi là như vậy từ tất cả những cái gì mà ông lê biết từ tất cả những cái kinh nghiệm chiến đấu của ông lê thì mong muốn một điều duy nhất đó là giúp đỡ uh, tất cả anh em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thêm một cái kênh thông tin để chúng ta tham khảo và sau khi chúng ta tham khảo rồi uh, chúng ta uh, nhặt lấy được những cái lời hay ý đẹp những cái ý tốt những cái ý phù hợp với mình thì để đưa vào trong những cái quyết định đầu tư và để chúng ta trưởng thành hơn để chúng ta kiếm được tiền ở trên thị trường chứng khoán để chúng ta đi bền đi chắc ở trên cái thị trường rất là khó khăn này đồng thời cũng trân trọng kính mời anh chị em nhà đầu tư của chúng ta trên khắp mọi miền tổ quốc thì cũng về đồng hành cùng với team của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps để chúng ta nhận được những cái phân tích trực tuyến ở trong phiên giao dịch để giúp cho chúng ta có được những cái quyết định tốt hơn tối ưu hơn ở trong cái quá trình đầu tư và cũng nhân dịp đầu năm mới 2023 xin được gửi lời kính chúc đến toàn thể anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc, anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đang ở nước ngoài một năm mới sức khỏe, thành công, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Một năm 2023 dự kiến sẽ đầy biến động, đầy khó khăn và chúng ta cùng đoàn kết, cùng hỗ trợ, cùng chia sẻ và cùng đồng hành để làm sao đó chúng ta giảm thiểu được tất cả những yếu tố rủi ro ở trên thị trường và tìm kiếm những cơ hội chiến thắng hơn tìm kiếm những cơ hội tốt hơn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tiên tuần tiếp theo